quá ngon là chương trình mà Buka ấp ủ từ rất lâu với mong muốn mang đến trải nghiệm ẩm thực thú vị cùng những khoảnh khắc vui nhộn dành cho quý vị khán giả. Qua 9 tập vừa rồi, không những chúng ta được thưởng thức nhiều món ngon bùng vị mà còn biết thêm nhiều thông tin hay về văn hóa ẩm thực tinh túy của Việt Nam. Đối với Buka, ẩm thực không chỉ là món ngon mà ẩm thực còn là sự đam mê, là văn hóa và cả bầu trời ký ức. Đôi lúc qua ẩm thực, người ta còn dùng để thể hiện tình cảm với những người thân thương. Vì vậy, dù chỉ vỏn vẹn 9 tập, Buka đã có những khoảnh khắc vui vẻ đáng nhớ. Hãy cùng nhau chia sẻ lại những khoảnh khắc ấy và nói cho Buka biết bạn ấn tượng với món ăn nào hay cười hết cỡ với tình huống nào nha. Nhưng mà em đang đúng 50% gì Buka cho em ăn nữa con ơi. Có con bự hơn nữa kìa. Không, em không nhận ra là mỡ hành luôn á. Bình thường em là không thích ăn mỡ hành đó, mà sau cái này ăn dính quá. Không ngon thiệt á. Con ốc ở đây á là con ốc nó rất là to. Vô. Thịt cua đúng ngọt luôn á. Mẹ chắc nữa. Ừ. Ê, cua này có tập tạ đúng không? Cua tập tạ. Người nó săn chắc á hả? Ừ. Nhưng mà thật sự là ăn cái càng cua này đúng là không hổ danh là cua Cà Mau luôn á. Vừa ngọt thịt nè, vừa chắc nè. Cái vị này gọi là lâu lắm rồi mình mới có thể nó chạm vô lưỡi mình lại được. Wow. Mình nó vừa chạm vào cái đầu lưỡi em thôi, đúng là cháo lòng Việt Nam ơi. Cái muỗng này là có huyết, giá với lại cháo. Ngon quá ngon. Ra mật ong hết không? Ngon nha, món này ăn dính nha. 1, 2, 3 vô. Vô. Cái cảm giác bùng nổ trong miệng á. Em tưởng cà ri. Mật chứ. Trời ơi, nghe sai bị kìa. Trôi trên vành môi. Cảm giác sao? Cái sợi mì quảng này á, không, mấy đứa ăn đi, mấy đứa sẽ cảm nhận chị vậy, thấy nó khác so với những cái sợi mì quảng mà khác chị ăn hả? Mình thấy nó rụng rụng nhưng mà thật ra nó dai lắm nha. Con thích ăn mấy cái sợi, loại sợi mà dai lắm nha. Yo. Trong cái món này có một điều rất là đặc biệt, nó giống như thính vậy em. Vậy hả, em chưa ăn tới cái mùi vị á. NASA mới gửi xuống cho chị một thông tin đó là thính dạng gan. NASA có mấy cái thông tin này luôn hả? Chúng ta vừa xem lại những khoảnh khắc của các tập, Buka vừa hồi tưởng những lúc ăn ngon, những lúc cười hết cỡ vui ơi là vui. Buka biết quý vị khán giả và các bạn mong chờ lắm những thước phim hài hước trong các tập này. Vì vậy, hãy tiếp tục cùng Buka giải trí với những tình huống tréo ngoe khác chưa được phát sóng nha. Bây giờ thì trong lúc chờ đồ ăn mình sẽ chơi một cái trò game. Một cái trò chơi. Trò với game là nó đồng nghĩa đó. Trò chơi, chị nói lộn. Buka và Jin Tuấn Kiệt lần lượt nhìn hình bộ phận cơ thể để tìm ra danh tính của những nhân vật bí ẩn. Người đoán chính xác đầu tiên sẽ giành chiến thắng. Cái này là của biên tập chủ bị cho nên chị cũng không biết đáp án. Chị với em sẽ cùng chơi, ai đoán được trước người đó thắng. Rồi bây giờ mình nghĩa là đoán cùng lúc đúng không? Đúng rồi. Ok, lên. Ủa? Cái này là cái răng, đúng không? Không, cái này là muối em ơi. Là muối. Cái răng nè, hàm trên hàm dưới nè. Hồi quá, phải chụp x-quang đâu mà cái răng kì vậy, cái này là muối. Muối bụng. Cái gì về trai á là chị rành lắm. Về trai á là chị rành lắm. Rồi ai à, nói liền luôn, 3, 2, 1. Muối bụng, muối cỡ này là cỡ chun phạm. Không, chuyên phạm giờ này mở lắm rồi, không còn muối gì đâu. Vậy Liêm Bỉnh Phá.
Có thể. Hoặc sông lưng. Em đoán đi chứ. Sông lưng. Chị là Chun Phạm. Ủa? Anh Lê cho mỗi lần. Ê khoan, cái hình này không có Photoshop đúng không? Anh Lê vô Bảo Lâm. Phải không? Nè. Nhưng mà khoan. Ê, đã từng thấy cái hình này rồi nha. Ở trên mạng á. Nhưng mà tức là cái hình này là ổng ảnh... thiệt đó. Ổng thiệt á hả? Ổng thiệt rồi, đánh thêm đèn với lại đánh thêm phấn với lại Photoshop vô chút xíu. Không mà nét ha, không nghĩ là anh Lâm như xịn sò luôn á. Cục một, nào là một, cục nấy. Ê, ảnh tới 4 múi luôn á. Đâu 6 múi chị? 1, 2, 3, 4, 5, 6 đây nữa nè. Là 8. 8 múi. 8 múi. Khuôn này là khuôn 8 múi. Dữ trời. Dữ rồi trời. Không, cái này chắc là cái thời này là chắc anh chưa cưới chị Bình Bình luôn. Không. Kiểu mà thời còn thanh niên á. Sao bây giờ anh cũng còn vậy mà. Tại anh không cởi đồ thôi. Chứ cởi đồ là cũng 1 múi. Và đây là body thực tế của Dương Lâm. Lắc anh. Trời ơi. Nhúc nhích. Ờ mình tới cái. Rồi, Rít Phan. Cái gì vậy trời? Rít Phan chắc cú luôn, Rít Phan. Nhưng mà cái này cái gì vậy? Cái này là cái lỗ mũi chứ cái gì? Tức quá, này sao cắt vậy? Nè, biết sao em biết không? Nhìn cái chỗ khóe mắt này là Rít Phan. Chị đoán ngay. Rít Phan hả? Chị đoán phải không? Chị không có dữ liệu. Vậy thì cho đại cái tên đi. Khánh Vân. Không, Khánh Vân đâu mũi tẹt vậy? Cái mũi này nó... Ai trời? Duy Khánh. Không, Duy Khánh sửa mũi. Duy Khánh sửa mũi. Trời. Duy Khánh thời chưa làm mũi. Cái mũi này không phải là, cái mũi này không phải mũi sửa. Cái mũi này là mũi nguyên thủy thì có thể là Rít Phan. Rít Phan. Thôi chị không có đáp án. Rít Phan chắc luôn. Ủa? Ủa? Hiếu thứ hai. Chắc không? Là chắc chưa? Rít ơi, em nhớ coi kỹ cái khúc này nha Rít, để coi đây là gì gọi là gì. Đồng đội. À, bạn thân tình với em. Rít Phan, chắc cú luôn. Rít Phan, em nhìn cái chỗ khoe mắt này là Rít Phan. Rồi, qua đây. Nói gì hồi nãy, nghi rồi. Không mà nhìn giống thiệt. Không. Lấy một cái hình nào của Rít Phan ra so thử đi là nhìn y xì luôn. Nguyên thủy á. Rồi tiếp đi. Đôi tay có. Ê, một rồi. Em quá nè. Duy Khánh. Tại biết sao, biết sao em biết không? Duy Khánh đang để tóc mà nó có mấy cái đuôi vậy nè. Không. Duy Khánh. Quỳnh Lập. Duy Khánh chắc chắn luôn, 100%. Không, Rít Phan. Duy Khánh. Rít Phan. Chơi không? Chơi. Ủa thì đang chơi mà. Ủa tự nhiên cái đấu với tôi. Lật lên đi. Ok, Quỳnh Tư. Hay quá trời. Anh thấy phục vụ em quen. Bởi vậy. Trời ơi, anh Kiều anh có nhiều mục rùi lắm. Vậy hả? Có bao giờ đi đến mục rùi của ảnh đâu biết. Xin lỗi anh, tại vì biết tập cắt mấy cái hình đâu mà. Ủa? Ngó lên trời. Trời cao không có thấu. Cái tay về ngoằng này. Rít Phan. Cái tai này là Phan. Không phải đâu. Chị đang Rít Phan đúng không? Cái tai này là của Ngô Kiến Quy. Ngô Kiến Quy. Ủa mà sao? Đồng đội, đội banh của em mà. Cho nên là em biết rõ lắm. Nhưng mà chương trình làm như là mình thương yêu mấy người này lắm á. Mình nhìn kỹ từng cái gọi là chân tơ kẻ tóc của người đúng ta vậy. Cái cắt hình kia vậy. Ngô Kiến Quy. Lên đi ạ. Chính xác. Trời ơi, tỷ muội của tôi mà. Cái gì? Tỷ muội? Thì có một cái gọi là một đúng rồi, huynh đệ, thật ra là huynh đệ mà tại trong đội banh của em là có một cái bất di bất dịch luôn, nghĩa là phải xưng hô với nhau là tỷ muội và bà với tôi. Bà chị em á. Đúng rồi, chơi với mấy bền. Ơi. Hàm răng này. Sao hàm hình răng khó này. Không vậy? Biết ai rồi. Em nhìn mấy cái đốm đốm này là em biết ai. Nguyễn Đình Vũ. Không phải. Nguyễn Đình Vũ chắc chắn luôn. Với bờ môi này là Nguyễn Đình Vũ. Thật sự chị không có dữ liệu á, cho chị coi kỹ rồi coi. Ai trời. Nguyễn Đình Vũ. Không phải. Ca. Trao đổi nha. Không. Em rồi cho biết ai rồi. Anh Trường Giang. Tôi đoán anh Trường Giang. Ôi Trường Giang quá à. Rồi ok, cùng đoán Trường Giang luôn. Không, em nói Nguyễn Đình Vũ rồi. Nguyễn Đình Vũ luôn.
In my mind, there is nothing left to do but stay behind. Thấy chưa? Ủa sao biết hay vậy? Nhìn rõ là biết liền. Ê, tính ra em hay hơn chị nha. Này mới khó nè. Khả Như. Ủa? Thôi nãy thấy cái này rồi. Không thể. Nhưng mà sao chị biết? Trời ơi, đã qua, cái bàn tay này quá quen thuộc rồi. Hột xoàn. Hột xoàn nữa. Nhưng mà cái bàn tay của chị Khả Như á, nó khác cái bàn tay người con gái khác lắm. Tại sao? Nó có cái độ gọi là... Độ dài. Không, nó rộng. Có cái độ... Không biết diễn tả sao ta. Nhăn nheo. Không phải nhăn nheo mà là nó có độ không được mượt lắm. Ủa? Không phải là nhăn nheo nhưng mà nó lạ hơn những mượt bàn tay. Mượt là nó làm sao? Cái kiểu mà bàn tay mà những người phụ nữ gọi là giỏi giang làm nhiều việc á, là cái bàn tay của Khải Như á, cái kiểu bàn tay là... mà kiểu không phải là búp măng. Không phải búp măng. Đúng rồi, không phải kiểu tiểu thư đại cát. Chơi với nhau lâu rồi cho nên là nhìn cái là biết liền. Hay quá trời. Khải Như chính xác. Là có cuối cùng kết quả là ai thắng? Giờ đếm. Đếm nha. Đếm. Buka. 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 Ủa? Của tôi. Ngôi cứu Huy là của Xin Nước Kiệt. Cái này không đúng. Cái này không đúng. Cái này không đúng luôn. Buka thắng. Ủa bắt gì liếc. Buka chiến thắng được hai đáp án chính xác. Rồi, ok. Người người nào thắng người đó sẽ khao cái chầu ngày hôm nay nha. Trời, cái gì khao mấy cái chầu này là chuyện nhỏ với chị. Khao nguyên một ngày. Tại vì chị thuê em nguyên một ngày kiếm tiền công đúng không? Đúng rồi, chị okay. Lấy cái tiền công em chị trả tiền ăn. Ủa? Nãy giờ mình đã ăn no và mình đã gọi là trải nghiệm ẩm thực và thu nạp được rất là nhiều kiến thức trong cái bữa ăn này. Bây giờ thì chị sẽ đố lại những câu hỏi rất dễ trong dạ. Cái bữa ăn này. Dạ. Chị dạ. Đừng nói câu dễ được không? Chị nói câu dễ, nếu mà bọn em không trả lời được thì suy ra là tụi em dở. Đúng. Là tại tụi em không để ý. Ok, rồi vô. Đó, câu hỏi rất là dễ. Cho nên mình sẽ trả lời bằng cách giành quyền ưu tiên trả lời bằng cách là mình sẽ giơ cái cây này lên, ai giơ trước thì trả lời trước. Và nếu như người này trả lời đúng thì người kia sẽ bị kẹp vào bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể. Thôi. Cái gì mà tàn nhẫn quá vậy? Lý do là tại sao? Tại vì cái câu hỏi nó quá dễ cho nên mình phải tranh thủ mà giơ cái cây lên. Yeah. Ok, có nghĩa là bây giờ nhá, bọn em sẽ trừng phạt nhau đúng không? Còn mỗi người ấy, cái lúc mà giơ lên ấy, thì giơ như thế này thì nó sẽ bị mất hình đúng không? Thì giơ gõ này này. cái nào mẹ em nhỉ? Hợp lý ha, nhớ nhá, gõ một cái. Em đánh cho cái lòng ngực mẹ em đúng không? Ok, biết là uýnh là Coca, biết là uýnh. Rồi ok, đánh vô chị, để chị cảm nhận là ai đánh trước thì chị sẽ... Không, không, lý nè, nhưng, lý nè, nhưng, nhẹ nhưng. Thôi. Dạ ok mẹ, đánh xong có cảm giác thôi đúng không? Là cô ok dữ chưa? Cô ok. Là có cảm giác thôi đúng không? Có cảm giác thôi. Còn đứa nào đánh đau quá là mẹ cho đứa khác trả lời nha. Trời ơi. Dạ. Mẹ nhanh lên đánh mẹ đó. Câu hỏi đầu tiên. Sợi mì Quảng có xuất xứ từ đâu? Không, thì dễ mà. Dễ xong như ta đánh còn mẹ chưa? Mẹ chưa câu trả lời ai từ Quảng Ngãi. Chính xác. Ủa câu hỏi như vậy luôn á. Ủa mẹ kẹp đây hả? Không mẹ, mẹ kẹp cái sống mũi cho con. Con tự có quyền, con có quyền. Ở đâu Quảng Ngãi? Chi? Ok chứ ở đâu Quảng Ngãi? Ừ. Cái chỗ gì 70 năm đó. Ờ thì cái xưởng làm một cái lò. Xuất phát từ một xưởng làm lò, một lò làm mì Quảng có tuổi đời là bằng 3 người này cộng lại là 70 năm đó, cỡ 70 năm lận đó. Ở Quảng Ngãi. Ở Quảng Ngãi, vậy mới chịu. Ờ, chắc kẹp cho cái răng cửa quá. Ngồi ngón như thế nào? Kẹp xong cái răng cửa thì nó ngồi ngón như thế nào? Em kẹp cho cái vành tai được không? Đây. Đau không vậy hả? Bên này đau hơn bên này. Yeah. Bên nào? Hơi đau. Đau hả? Thôi đổi vị trí đi, đổi vị trí đi. Chỗ nào mà đỡ? Chỗ bìu này này. Chỗ mà này rồi này. Rồi ok. Em kẹp lại chỗ bìu. Đừng kẹp nhiều lần quá. Cái bìu thôi. Ở đây nha, đây nhiều okay. Thịt nha. Ok. Quá lạ, cái bông tai này quá đẹp cho các ơi. Vô. Cái bông tai hợp với cái hồn. Vô, bắt đeo. Ok nha. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Trên đầu xe, lúc nãy hai người đi xe của Puka trong chương trình ngon quá ngon. Có con linh vật gì ở trên? Chết bà rồi. Ở phía trước. Không thể nào mà đánh rơi đâu được. Nè, nhưng nè, có con này nữa nè. Bum! Con unicorn. Ok. Có biết tại sao không? Tại mẹ thích. Đúng rồi.
Cứ kẹp đi, chọn cái màu vàng hợp với túi. Ai hi hi. Đó rồi chắc kẹp vô cái mí mày quá. Cái việc môi. Xong rồi ngày mai cũng đi hát rồi, đều hết bên này. Không vừa hát vừa. Không sao đâu, câu sao nữa là đều bên kia luôn. Ừ, thế là đều luôn. Đều luôn. Đỉnh luôn lên. Filler không? Thật chút filler lên môi không? Thôi, đủ rồi. Thôi hả? Vậy thôi, cái cọng lông mi nha. Có luôn hả? Có cả lông mi rồi. Nó dính tùm lum á vậy ta. Nhớ rồi mẹ ơi. Ăn á. Hết chỗ rồi, không biết gì để đâu giờ nè. Con kẹp đại lên mí mắt đi. Thôi, cho em một cái ngón tay đi. Trời ơi, họ cái ngón tay này là nó là ngoại tử nè. Sao mà trù lẹ đi mẹ, để không là ngoại tử đó mẹ. Sao mà trù quá vậy. Rồi, câu hỏi số 3. Bánh bèo được tạo nên nhờ bột gạo gì? Mời con. Ủa mời em, mời em. Bình tinh. Bình tinh. Câu trả lời không chính xác. Bánh bèo. Bánh bèo. Bánh bèo chứ phải nước chấm bánh bèo. Bánh bèo chứ phải nước chấm ở gì? Nước chấm đồ cuốn. Đúng không? À. Bánh bèo được tạo ra bột gạo gì? Gạo, gạo mới. Gạo mới đúng không? Trả lời lại à. Trả lời lại kìa, con cho không? Không mẹ đúng ơi. Cái không có cho. Không cho thì kẹp. Đổi vàng hả? Đổi vàng. Đổi vàng sao? Chuẩn bị đi tháo lóng nằm ngón tay luôn. Tức quá trời luôn á. Bánh bèo được tạo nên từ gạo lúa mới 100% nha. Hồi nãy chị chia sẻ thông tin á, cái chị hay nhét cái này cái kia vô cho mấy đứa dễ nhớ đó. Dễ chưa? Mấy đứa không nhớ. Lo ăn á mẹ, đồ ăn ngon mẹ. Câu hỏi tiếp theo, nhân bánh bèo chén gồm những nguyên liệu gì? Nhiều. Mời con. Ờ nhiều, nhiều. Cái lời tự nhiên trả lời nhiều là sao? Kể ra là tôm. Rồi. Tôm xay cùng với nghệ. Nghệ? Nghệ ở đâu đây? À, khoan nha. À, nghệ không phải, đó. Không phải nghệ. Không chơi, không chơi, kẹp vô, kẹp vô. Hạt điều. Không. Có gì nữa? Hạt điều với tôm. Có gì nữa? Ủa còn nữa hả mẹ? Đó, kẹp đi. Nhiều mà. Rồi kẹp đi. Nhiều thiệt hả? Nhiều thật sự hả? Cái mũi nó cao quá kẹp. Mũi cao ha, mũi thiệt mà. Mũi thiệt, mà đâu có sợ gì. Hay lông mi nó cũng dài kìa. Kẹp thiệt mà chị. Trời ơi, kẹp vô sống mũi thiệt á hả? Trời ơi, gãy cái mũi nó. Không có gãy mà là tự nhiên cái nó mất tiêu cái chỗ đó đó. Kẹp cái lông mày nó. Trời ơi, đau. Đau cái lông mày lắm. Anh chị thử không? Chị thử không? Mẹ có lông mày đau lắm mẹ ơi. Đau mẹ. Đau đấy, nào đau đấy, em biết là đau đấy. Còn con mắt kỳ lắm. Con mắt kỳ lắm. Tàn nhẫn nè. Trời ơi á. Thở được. Rồi sao thở? Đau. Ở đây để tự làm cho nè. Im, bỏ ra. Cái gì vậy? Trời đau. Trời ơi, đồ thiệt có muốn làm gì làm. Đau nha, đau á. Kẹp đây đi, kẹp đây sợ đau nè. Không sao, không kẹp sao. Kẹp thì thấy đau luôn đấy. Không sao, cái sụn này để con xài được. Bỏ ra, lại đi. Kẹp vào tay. Ây da, cái này mới đau á. Trời ơi, đụng với cái nỗi gãi chưa. Mẹ ơi, mẹ đừng có chơi. Đi, không có đau. Mẹ ơi, không có đau mẹ. Mình thật sự mình chơi dại quá không? Không bị thiệt. Đây, kẹp vô tay. Đau á, cẩn thận nha. Cẩn thận là sao? Cẩn thận là sao kẹp tay? Ây da, đau thiệt. Dây nó đi, nó còn... đau quá. Đau quá thì dây. Thôi buông ra thử đi, buông ra thử đi. Trời, nó đau điếng luôn á mọi người. Nó đau điếng luôn, nó đau. Lẹ đi mẹ, lẹ đi. Con lên trên internet con sẽ thấy. Không, mẹ lẹ đi mẹ. Mẹ nhắn nó đau điếng. Một câu hỏi tiếp theo. Ôi bị điếc luôn á, em bị điếc bên này luôn rồi. Vì sao lại gọi là chè su xoa? Su xoa được làm từ nguyên liệu. Con. Su xoa được làm từ gì? Chú hỏi hết su xoa. Là su xoa làm từ một loại nhà họ rong biển. Tên là su xoa. Và khi mà thủy triều mà nó xuống là người ta lái cái thuyền thúng người ta ra. Đủ rồi cạo á mẹ. Ủa, con có kiến thức rồi đó. Tôi kẹp đi con. Bây giờ tôi không có nhường nữa, tôi cạo đúng cái sụn này luôn. Tôi cái tay đây. Thấy nó đau điếng chưa? Cho một câu nữa nha. Vừa lại có cảm nhận rồi. Một hồi là bị ù tai. Bị ù cái này rồi. Con mắt bên này bị đờ. Con mắt bên này bị đờ là bên này bị giật giật chúng đau. Chúng rồi, chúng rồi, chúng rồi. Chúng như thần kinh là bị gãy xuống. À, một câu nữa nha. Đây là câu hỏi liên quan tới Muka. Nếu như là hai bạn ở đây là mình gọi là mình chơi với nhau đúng không thì mình phải biết Muka có bao nhiêu thú cưng và tên của nó là gì? Trời ơi. Không biết mỗi một con thôi. Con gì? Con Elvy. Còn nữa. Còn đứa nữa. Hai đứa nữa. Con My hả? Con My trợ lý. Chết nha. Bé cái tên gì ta? Rồi. Và hai đứa không có đáp án. Hai đứa không có đáp án hả? Dạ. Nhưng mà mẹ không biết con Elvy. Mẹ mày con kẹp con một nửa thôi được không? Được rồi. Con biết mẹ sẽ cắt tóc con. Dạ cảm ơn mẹ. Bây giờ con vật nuôi của anh Tú tên là gì? Trả lời. Kì. Không bị kẹp. Kì.
tên là Cốc Cốc. Cốc Cốc à? Em gái Lily Ly. Vô, đây, đây. Ủa? Nhưng mà ai cho em cái quyền hỏi vậy cho nhìn của chị mà. Sao tự nhiên chị cũng chịu vậy mẹ? Chị biết đâu cái con đau hút đau không? Chúng chị đồng tin chị rồi chị. Bị liệt bơ. Bị liệt bơ. Kệ chị. Ủa mọi người có tính làm nghề nữa không vậy? Bị liệt bơ vậy? Thôi được rồi. Quá. Đủ rồi. Nhưng mà xong chứ mẹ con gửi. Xong rồi gửi đây. Đau quá. Ở đây chị gửi cho. Đó nó có cái. Ây da. Trời ơi nó có cái sọc 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 sọc. Trời ơi. Đau quá luôn á. Thôi khỏi thử ướm được rồi, mình kiểu mình người mẫu mà em. Ướm thì ướm. Ừ, dám quá hậu đâu mà. Chị này dễ thương hả chị ha? Dễ thương hả? Chị mua cho em nha. Không em. Không. Chị không. Mua cho em chị. Không. Này nhiêu chị tính tiền chị mua cái giùm em đi. Không, tao mới mở hàng. Ủa tao mới mở, mới khai trương em, shop mới khai trương là bận tính tiền nhanh gọn lẹ em. Bao nhiêu hả chị? À, lấy size nhỏ nhất. Có size S luôn. Size nhỏ nhất. Cứ thử đi thoải mái ha, con giống đồ đó. Con giống đồ. À, con giống đồ hả? Không, cái đồ của em khó thử lắm. Em trồng thôi. Cái đồ nó cỡ dạ. Là cực. Đồ của em ướm thôi. Lấy size nhỏ nhất thôi không? Đi quay chương trình gì chị? Dạ em quay chương trình ẩm thực chùa của kênh em trên YouTube. Mình mới khai trương thôi chị. Còn quá trời hoa. Mua đồ không y? Ủa? Ở để em đi vô lựa đồ ra chị. Ơi cái đầm xinh quá không? Dễ thương á. Em cá chị cá. Dễ thương á, dễ thương vậy. Nhưng mà em nó có màu khác không chị? Nhưng mà có màu em, mà em mặc thì nó lên gần qua mới qua gối, còn chị mặc nó thành đầm dài luôn. Không, tại em mang câu gót mà. Chứ em đâu cần chị như đâu. Nè, em cũng tới đây mà. Tới đâu? Em cũng tới mắt cá nè. Ok. Em tới mắt cá. Cái đâu có. Thôi 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 thôi, chị thích cái này hơn. Không, thôi em đừng có dụ chị. Bạn. Cái này mới xinh nè. Không gu mỗi đứa mỗi khác. Ôi cái này đẹp này, xé cho chị, xé đi chị chủ ơi. Lấy tiền My ơi, trả tiền, My có tiền không? Không có tiền hả? Rồi Thảo trả tiền cho Thảo. Ủa? Không gì vậy? Chị muốn chị đừng nay show của chị mà. Hồng niên quá. My, trả đi em. Hả? Ủa? My, ủa? My đâu rồi ta? Ủa? Con này xong mà anh nay nó kêu Hiếu vậy? Kêu trợ lý em á. Hiếu thì đâu, đâu có đây đâu. Hiếu làm gì có đây. Ôi, người bên chương trình chị ơi, đâu phải quản lý em. Ê, đây có nhiều đầm xinh quá nè. Em vô em thấy cái này nè. Nó mới đẹp nè. Chị cho lựa lại cái nữa chị. Ê, cái này đẹp. Cái này đẹp nè. Cái này chị hợp hơn. Em á hả? Em thích cái màu này hơn. Cái màu trong lòng này đó. Ở đây hả? Đúng rồi, đó dễ hơn. Thôi cũng được, cái này cũng được. My ơi, tính hai cái đầm nè, hôm nay khai trương chị giảm giá cho lẹ lên tính lẹ. My, cái con bé này thiệt chứ. Chị, con My nó tính tiền nó kìa. Nó tính tiền là đúng rồi, mát tao làm gì. Mày mua mà. Ý là My, người bên chương trình tính tiền đi kìa. Chứ làm gì có bóp ở đây. Chị, không mấy em trả tấm hình được không? Ghê okay á. Shop người ta mới khai trương. Ở trả à, tiền đi My. Không thôi, không thôi. Trả dạ, tiền em, chị cảm ơn em bé sẽ trả tiền nè. Chị My, 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 My thấy chị vậy chứ chị không có tiền đâu My. My, bé này trả tiền cho chị. Bé này trả tiền chị. Chị không có tiền đâu My. Bé này trả tiền cho chị. Bé này trả tiền. Bé này trả tiền. Em tiêu kiếm nhanh nè. Bé này trả tiền. Nó giỡn em thì không biết nha, mẹ thì trả tiền vậy? Vậy rồi chị đó. Nó giỡn vậy thôi chứ ờ. Chị mua trả tiền vậy ha. Để chị mua trả tiền. Xin chú trả tiền. Chị mua trả tiền 116 ngàn chị, em giảm 10% rồi. Ôi cảm ơn. Cảm ơn chị. Có đủ không? Lấy điện thoại chị. Điện thoại chị đâu? Đủ mà, My sao mà không đủ được. My đủ. Còn My nó làm gì có tiền, mày điên hả? Mày đủ. Thật ra là có quay hình thì chị vậy thôi chứ lát chị đòi tiền lại. Thật ra nè, mọi người ơi, khán giả ơi, mọi người biết không? Bây giờ là chị mua tính tiền nhưng mà cắt máy quay á, chị Bu không hề lấy tiền lại. Chị Bu sẽ đòi tiền lại. Chị Bu không bao giờ đòi lại tiền của Thảo hết. Chị Bu không bao giờ đòi lại tiền của Thảo hết. Dở Thảo đúng không? Chị trời ơi, làm gì có tiền. Ở trong đây làm gì có tiền. Em thử chị lấy mày xấu không? Ủa, giờ ai trả tiền ta? Chờ thôi, không ai trả thì đứng chờ hoài. Thật ra người sốt ruột là chị chứ không phải là mình.
Ủa? Miệng cười mà mắt tuôn rơi ở trong á. Máy quay này trá hình thôi. Dạ bộ chứ cái gì đâu bấm quay. Cái gì đâu bấm quay đâu chị dạ. Ủa? Chị, này nói góc máy này cận chị nè. Cái góc này cận em đó. Xui quá, thiệt luôn á. Ủa cái wifi mi ơi, nó quá nhỏ rồi, nó quay vòng kìa. Đây em lấy cho. Buka thật sự hạnh phúc khi quý vị khán giả và các bạn luôn đồng hành và ủng hộ. Ngon quá ngon. Chúng ta đã cùng nhau có những trải nghiệm tuyệt vời mà Buka sẽ nhớ mãi. Cảm ơn những người bạn đã đồng ý tham gia ăn sập Sài Gòn cùng Buka và công ty V-Network. Có chút tiếc nuối khi phải nói lời chào tạm biệt. Nhưng đừng buồn nhé vì chúng ta sẽ gặp lại nhau nếu quý vị khán giả và các bạn vẫn yêu mến và muốn cùng Buka khám phá ẩm thực Việt Nam. Chào tạm biệt.